3, 2, 1, go! Cuộc chiến VGA bây giờ đã trở nên vô cùng khốc liệt. NVIDIA dòng series 30 thì tăng giá liên tục, series 40 thì lại quá cao, còn hàng cũ thì chưa chắc anh em dám mua. Và hiểu được nhu cầu đó của mọi người, nên ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc card đồ họa có hiệu năng trên giá thành cực kỳ tốt, AMD Radeon RX 7600. Và trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu thử xem chiếc RX 7600 này nó có tốt không nha. Bắt đầu thôi. Và phiên bản RX 7600 mình đang có đây là phiên bản ROG Strix Gaming. Dành cho những ai chưa biết thì ROG Strix là dòng sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp của Asus, đã được tối ưu hóa sẵn để tăng xung nhiệt bên trong. Còn bên ngoài, người dùng dễ dàng nhận biết nhờ những chi tiết nhỏ đi cùng những chiếc quạt công nghệ hướng trục ASIO và ngôn ngữ thiết kế vô cùng đặc trưng đậm chất gaming. Về hiệu năng sử dụng thì RX 7600 được xây dựng trên kiến trúc AMD RDNA 3 mới nhất, kết hợp tăng tốc AI cũng như là công nghệ AMD Infinity Cache thế hệ thứ 2 nhằm đem lại hiệu năng mạnh hơn 30% so với thế hệ trước là RX 6600. Tuy không phải là một chiếc card đồ họa mới xuất hiện, nhưng đối thủ cạnh tranh trực tiếp của RX 7600 là RTX 3060 của NVIDIA lại càng ngày lại càng trở nên đắt đỏ hơn, thì RX 7600 lại nổi lên như một sự lựa chọn cực tốt ở phân khúc tầm trung, khi người dùng chỉ cần bỏ ra một số tiền ít hơn nhưng vẫn nhận được hiệu năng tương đương, thậm chí còn tốt hơn. Đi sâu hơn về thông số kỹ thuật, RX 7600 sở hữu 32 đơn vị tính toán thế hệ mới nhất RDNA của AMD, cung cấp 2048 luồng xử lý. Xung nhịp của phiên bản Foundation thì boost lên là 2655 MHz. Còn phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản ROG Strix OC nên xung sẽ cao hơn một chút là 2755. Ngoài ra, RX 7600 còn sở hữu 8GB RAM với bus là 128 bit, rất thoải mái cho những tác vụ giải trí gaming của người dùng. Thêm nữa, hãng cũng đã tích hợp công nghệ AMD Fidelity FX Super Resolution nhằm cạnh tranh trực tiếp với công nghệ DLSS của NVIDIA. Về khoản tiêu thụ điện năng thì RX 7600 sẽ tiêu thụ khoảng 165W, và khuyến cáo của nhà sản xuất thì người dùng nên sử dụng những bộ nguồn có công suất tối thiểu là 650W để chiếc card đồ họa cũng như là bộ PC được duy trì ổn định nhất. Và cuối cùng, đối tượng sử dụng chính mà em nó hướng đến là những anh em có hồ bao không quá dư dả, có nhu cầu làm việc nhẹ nhàng và đặc biệt là phải chiến được hết tất cả những tựa game ở độ phân giải Full HD mà setting. Và để cụ thể hóa điều đó thì mình đã build luôn một bộ PC với lại RX 7600 ROG Strix để test hiệu năng cho anh em luôn. Và cấu hình thì mình sẽ show ở đây để cho anh em có thể tham khảo nhé. Còn bây giờ thì mời idol TikTok và test game cho anh em thôi. Rồi ok nha các bạn, hiện tại giờ mình sẽ đến với tựa game đầu tiên là tựa game mà chắc ai cũng biết rồi đúng không? CSGO. CSGO này là bản version 2 thôi, bản mới thôi, nó cũng cải tiến về hình ảnh thêm một xíu thôi. Còn đây là mình chơi đang là setting là max setting luôn rồi. Đây, bạn thấy không? Đây về các gọi là thông tin là đầy đủ hết, max setting hết nha. Rồi, ok, giờ tới phần vào game test xem như thế nào. Còn ở ngoài này thì FPS thì như bạn thấy không? 120 FPS. Nó là cái ngoài menu thì nó sẽ giữ FPS, gọi là một cái mức FPS cố định thôi. Rồi, ok, tiến hành vào game thôi nào. Ok, bây giờ là vào game rồi nha các bạn ơi. Hiện tại các bạn đang thấy không? FPS lúc nào cũng sẽ trên tầm khoảng là 200 FPS hết. Nó quá là dư cho các bạn luôn chơi luôn các tựa game gọi là FPS như thế này rồi. FPS thì hiện tại giờ các bạn trên 100 FPS là nó quá ok rồi. Các bạn có thể chơi ở đây hiện tại á, bạn thấy FPS maximum nó là 300. Tóm lại là tùy vào gọi là trường hợp thôi. Nó sẽ trên 300 FPS. Còn về thông số nhiệt độ của con RX 7600 á, thì bạn thấy không? Chỉ có 43 độ thôi. Phần trăm sử dụng tầm 72. Về tựa game này á, tựa game CSGO á thì nó cũng sẽ chỉ gọi là ăn một ít thôi. Thì game CSGO như bạn biết rồi đó thì nó sẽ ăn chủ yếu là CPU, có ăn CPU nhiều hơn một chút so với những tựa game khác. Những tựa game phổ thông thì bạn biết rồi đó, nó sẽ ăn Vega là chủ yếu. Còn cái game đặc thù á, những game đặc thù như vậy á thì nó sẽ chạy gọi là con CPU với lại GPU, nó sẽ chạy cân đối nhau so sánh giữa hai con luôn. Rồi, ok nha các bạn ơi, hiện tại giờ bạn thấy không? FPS lúc nào cũng ổn định trên 100 FPS hơn, thoải mái cho các bạn gọi là vô tư giải trí luôn. Rồi, và đến tựa game tiếp theo là tựa game cũng không quá xa lạ với anh em nha, GTA 5. Rồi, tựa game này gọi là game AAA, đó giờ anh em cũng biết rồi đó. Đây, setting mình đang để gọi là gần như là cũng như là max setting hết rồi. Đây nha, Very High, Full Option hết luôn, khử răng cưa 16 rồi luôn, Very High hết. Ok, rồi, bắt đầu vào game thôi. Rồi ok, giờ bắt đầu vào game nha các bạn. Hiện tại bạn đang thấy không? FPS 188 FPS. Thì thông số nhiệt độ bạn cũng đang thấy, có 40 mấy độ thôi cho nhiệt độ CPU và GPU. Thì ở đây bạn thấy không, GTA 5 thì game trước giờ tuy là một tựa game nó ra mắt cũng cách đây cũng khá là lâu rồi, nhưng mà bạn thấy không, hiệu ứng môi trường đồ nó rất là chi tiết. Thì ở đây như nãy mình có show gọi là full setting cho bạn xem rồi đó. Hiện tại đang chơi ở mức gọi là max setting hết rồi. Thì bạn thấy nhiệt độ nó chỉ cũng lên quanh chưa tới 50 độ. Nếu mà cái này mà chơi theo thời gian dài á, nó sẽ rơi vào đâu đó chắc tầm khoảng là dưới 60.
Đó, ok nha các bạn ơi. Quá đẹp. Ok, và rồi đến tựa game tiếp theo nha. Game thì chắc mình không cần phải nói nhiều rồi đúng không? Biết tựa game gì luôn rồi đúng không? Đây là tựa game God of War, một tựa game huyền thoại trước giờ rồi. Bạn thấy setting ultra setting hết toàn bộ. Mà FPS trên 100 FPS. Đây, rồi tiến hành vào game thôi nào. Rồi, như các bạn đang thấy không? Nhiệt độ lúc nào cũng ổn định, chỉ tầm có 64 độ thôi à. Rất là mát nha các bạn. Các bạn chơi trong thời gian dài thì chắc chắn nó sẽ tăng. Và tăng thì nói chung nó cũng không tăng nhiều đâu. Nó sẽ tầm sắp xỉ ở tầm 60-70 FPS thôi. Bạn nghĩ đi, chơi tựa game AAA như vậy, hiệu ứng như vậy, rất là nhiều hiệu ứng nặng nữa thì bạn thấy rồi đó. Mà nhiệt độ thì chỉ có tầm 64 thôi. Thì bạn nghĩ chơi những tựa game như là mấy cái game MOBA hay là game eSports này nọ thì nhiệt độ nó còn mát hơn nữa nha. Và rồi ok, và đến tựa game cuối cùng thì chắc nhiều bạn cũng biết hoặc là cũng có nhiều bạn chưa biết. Thì tựa game này cũng mới ra mắt ở trên Steam thời gian gần đây. Và hầu như nó cũng đang khá là viral trên các diễn đàn. Thì các bạn thấy không, game này là game Hell Divide 2. Thì mình đang chơi ở mức setting là ultra setting và hầu như là đang gọi là maximum hết mọi thứ. Đó, về FPS thì bạn thấy không, 80 FPS trên 60 rồi. Tóm lại là chút xuống game chắc có thể là nó sẽ tăng lên nữa. Còn về phần nhiệt độ thì bạn cứ yên tâm thoải mái. Mình đã test nãy giờ rất là cũng khá qua rất là nhiều tựa game AAA rồi. Thì nhiệt độ nó cũng chỉ lên quanh khoảng tầm 6 mấy độ thôi, nó không quá cao. Ok nha. Thì bây giờ mình vào game mình test thử một trận nhỏ cho bạn xem thử coi FPS nó được như thế nào nha. Rồi ok các bạn, giờ mình đã vào game rồi nha. Thì bạn thấy không, FPS hiện tại đang đảm bảo ổn định ở mức gọi là 60 FPS. Thì về game này hiệu ứng cháy nổ nó cũng rất là nhiều nha. Nó như bạn thấy không. Đấy. Nhưng mà vẫn đảm bảo gọi là hiệu năng. Nhưng mà bạn chơi là ở mức ultra setting luôn á nha. Thì bạn thấy không, nhiệt độ thì nó khoảng lên quanh khoảng tầm 65 độ. Nãy giờ mình cũng đã test qua khá là nhiều game AAA rồi. Thì với cái mức nhiệt độ này thì hoàn toàn là ok với những bạn gọi là try hard game trong thời gian dài. Thì với nhiệt độ mà 65 độ như vậy và FPS thì lúc nào cũng đảm bảo là trên 60. Nhưng mà đang chơi ở là mức là ultra setting nha các bạn. Con này nói chung là hiệu năng, gọi là hiệu năng thì nó ngốn rất là khủng luôn á. Mà con RX66 này kéo đủ, con ở lộn, con 7600 này kéo dư sức. Wow. Tổng kết lại với giá thành chỉ hơn 7 triệu đồng thì AMD Radeon RX 7600 đang tạm thời soán ngôi vương của RTX 3060 bởi hiệu năng trên giá thành cực tốt. Và hiện tại chiếc card đồ họa này cùng với cấu hình này đã có mặt tại Magia và mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.